Chào các anh, các chị, các cô, các bác nhé. Đây là thanh quỷ kiếm mini mà hôm trước mình có giới thiệu cho các bạn. Thì cái chất liệu của cái thanh kiếm này thì mình cũng đã nói rồi. Lưỡi là thép. Này. Lưỡi thép không gỉ. Rất là bén nhá, còn vỏ nó bằng gỗ. Thì tuy nhiên cái khâu đồng này, cái khâu nó bằng đồng. Này. Có cái chất liệu bằng đồng thì sau một thời gian mình sử dụng ấy, nó sẽ bị oxy hóa. Đồng thì nó sẽ bị oxy hóa, nó sẽ bị xỉn màu. Mình sẽ quay gần cho các bác, các anh, các chị xem là nó xỉn màu nhá. Máy mình nó lấy nét kém quá nhỉ. Chờ tí mình lấy lại. Đây. Các anh nhìn thấy cái lớp nó xỉn màu chưa? Đó, mình quay ngoài trời nên nó hơi ồn một chút. Quay ngoài trời để các bác nhìn nó rõ hơn, ánh sáng hơn. Nhìn nó sẽ rõ hơn cái lớp xỉn màu này. Thì đây là lớp oxy hóa, theo thời gian mình sử dụng nó không còn sáng bóng như lúc đầu nữa. Thì cách khắc phục như thế nào? Mình sẽ quay cái video này để hướng dẫn cho các bạn sau một thời gian dùng thì mình sẽ khắc phục cái xỉn màu như thế nào nhá. Thì đầu tiên là mình mua cái bột tẩy chuyên dụng của nó, nhưng mà mình lấy của bên làm giày ấy. Họ có cái hộp Kana, mình xin một chút ít rồi mình bôi vào trong cái rẻ mình lau, sau đó mình lau mình phủ một lớp, sau đó mình lấy cái máy đánh bóng mình đánh. Thì bây giờ mình sẽ đánh cho các bạn xem nhé, đánh đều tay nhé. Đây, giới thiệu với các bác là cái máy của mình. Máy Bosch Dreamer đây, 3.000. Cho các bác nào hỏi nhé. Nhiều bác lần trước hỏi mình mua máy nào, dùng máy gì ở đâu đây đây. Này mình giới thiệu cho mình, các bác cứ search cái mã Dreamer 3.000 này là có nhé. Cái này thì dùng cho các anh em gọi là làm ít nghiệp dư như mình thôi, còn anh chuyên nghiệp thì có các cái máy đắt tiền hơn. Mình ít tiền chơi tạm cái máy này gọn lẹ rồi, đủ cho mình dùng. Nó có các cái chế độ đây này. Từ 0 cho đến 10 đây. Đấy, nhỏ là tăng dần. Đấy, kể cả các bác làm đá, các bác làm gỗ cũng đều sử dụng máy này, em thấy cũng ok đấy. Cũng khá là ngon đấy. Còn các bác mà chuyên nghiệp làm nhiều hơn thì mua loại khác. Còn em thì em dùng loại này thôi, chứ còn về cơ bản là em cũng không phải là dòng chuyên nghiệp. Đây thì đánh bóng các bác bôi cái hóa chất đánh bóng lên đồng lên các bác, mình bắt đầu mình sử dụng máy mình đánh. Đánh bằng tay thì cũng được thôi nhưng mà nó lâu lắm. Đây. Cái bàn làm việc của em thì đang mang đi sửa rồi nên dùng tạm cái bàn máy tính thì nó hơi khó theo dõi, hơi khó quay một chút, các bác thông cảm nhé. Vừa quay vừa làm nó hơi khó khăn đấy. Đấy, không biết có lấy nét được không. Các bác thấy nó sáng hơn chưa, bóng hơn chưa? Cái mình làm tỉ mỉ một chút đây cho các bác xem cái chưa đánh, cái đã đánh đấy. Cái chưa đánh màu nó hơi xỉn xỉn ra màu vàng sẫm, sau khi mình đánh thì nó sẽ sáng bóng lên, soi gương được luôn.
Chị mẹ lấy áo lau đúng nghiệp dư luôn. Các bác nhìn phần chuôi này, em đã đánh rồi này, lau qua cái đây. Phần chuôi này đã đánh rồi này, còn phần này chưa đánh này. Ok, đánh nốt phần này nhá. Gần được rồi. Đấy, cái máy này thì các bác để chế độ nhẹ nhàng ấy, mình có thể đánh bóng được cả gỗ nhé, cả phần này. Thế các bác nhé, cái video này em làm ngắn ngắn thôi, nó cũng không có gì nhiều để chia sẻ. À, các bác thích đặt những cái mẫu như thế này thì cứ nhắn tin cho bên em nhé. Hoặc có như kiểu là dao của Quan Vân Trường này, hoặc là kiếm của Nhật này, có nhiều loại kiếm kiếm của Việt Nam hoặc kiếm của Trung Quốc, những cái mẫu thời xưa ấy của bọn em nó có những cái khuôn đấy rồi. Còn một loại nó đặc thù quá như kiểu phóng lợn thì bọn em không đặt đâu nhá. Các bác phóng lợn các bác cứ ra chỗ cửa hàng lò rèn các bác đặt nhé.